Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào các bạn, thì mình là Sĩ Kẹo đây. Ngày hôm nay thì quay trở lại với game. Wow, lâu lắm rồi nhá, hôm nay thì Kẹo chơi game nghiêm túc nha. Hà Nội thì hơi mưa một xíu, không hiểu sao kiểu giọng mình hơi khàn khàn đó mọi người. Nhưng mà không biết là mọi người có nghe rõ không thì anh em thông cảm nhé. Chắc là mới sáng dậy thế nên là giọng nó hơi phò phò, nó hơi si đa một xíu. Nhưng mà yeah, ngày hôm nay thì đến với video này, Kẹo sẽ chia sẻ cho anh em về một cái độ nhạy bắn cực kỳ là sướng. Ui, dễ dàng, hết so. Dễ không anh em? Ui, vẫn còn kìa. Đấy, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Từ từ anh em ơi, thì Kẹo xử lý nốt cái thanh niên này cái đã. Ê, bạn ơi, bạn chạy đâu rồi? Ở thanh niên chạy đâu thì Kẹo cũng không thấy nữa. Kiểu, what the fuck, sao chạy nhanh ghê vậy? Thì ok, thôi thì chúng ta cứ rút xác cái đã. Wow, sĩ đông anh em. Thế hiện tại thì Kẹo có một X18 này, một cây Thompson này. Yo, cái thanh niên lúc nãy vừa chạy xuống đây đâu rồi? Có phải là bạn tính trốn mình không? Trốn làm sao nó ổi? Nhưng mà để Kẹo xem đã. Wow, thanh niên chạy lẹ quá. Wow, kia kìa. Nào, bình tĩnh nào. Ở xa như này với lại cái ống ngắm 2x thì vứt tâm hơi khó xíu nhá. Vãi cả trường. Từ từ anh em ơi, Kẹo qua xíu này. Yeah, bạn ơi. Bạn đâu rồi? Bạn chạy đâu ghê vậy? Kẹo là Kẹo vẫn chưa có thấy thanh niên này luôn. Ui, vãi thế nhở. Ui, bình tĩnh nào. Chưa gì đã đam đỏ thì kia rồi thì làm sao mà chạy được hả? Ê, nào, làm sao? Ui vãi, ui, vỡ đầu, tính phục kích mình cơ. Headshot luôn chứ còn là sao nữa hả? Yeah, thì hôm nay là chia sẻ cho anh em về cái độ nhạy nhá. Anh em đừng có bất ngờ nhá, hôm nay thì mình test một cái độ nhạy mới thôi. Và mình thấy là bàn headshot rất là dễ luôn. Ok, và 3, 2, 1, độ nhạy, Tiễn Linh. Đây, anh em thấy gì chưa, bất ngờ chưa? Hiện tại thì Kẹo để độ nhạy full luôn nhá. Đấy, cái này là không có dỡ nhá, để full vào chơi game. Thật sự thì mấy cái lúc đầu tập chơi ấy, là cái độ nhạy này nó sẽ thấy là kiểu anh em xài nó hơi bị khó một xíu ấy. Kiểu như là nó mượt quá mọi người ơi, nó nhanh quá. Nhưng mà từ từ rồi là anh em cũng sẽ quen nha. Và từ từ rồi là khoai sẽ như thôi, và Kẹo thì cũng như vậy mà. Hôm nay chia sẻ cho anh em nhá. Được chưa? Anh em cứ hỏi mãi cơ thì từ từ. Anh em ơi, thế nên trong nhà kìa. Ê, xong. Cái này thì bạn ấy nhảy qua cửa sổ nên là mình kiểu mình bắn vội, mình cũng không có vút tâm gì cả. Đấy, được chưa? Còn thanh niên nào bảo Sĩ Kẹo không thích vút tâm? À, bảo là Sĩ Kẹo không biết vút tâm chứ. Nhưng mà bình thường là mình lười lắm anh em ơi. Kiểu như là nếu mà các bạn chơi game mà nghiêm túc ấy thì vút tay, cái thao tác tay nó nhanh lắm anh em, mỏi hết cả tay, Kẹo lười thôi. Yeah, nào, bắn mấy viên súng lục kiểu gáy tí mà, có gì đâu anh em. Và hiện tại thì Kẹo đang ở cái khu vực đèo đá nhá. Nếu như các bạn thấy về cái chia sẻ độ nhạy của mình hay ấy, thì các bạn đừng quên là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo nha. Nhận thông báo hóng về những cái độ nhạy tiếp theo thì mình sẽ làm cho những máy như kiểu là Xiaomi này, iPhone này, được chưa? Hiện tại thì mình đang chơi trên iPhone 11 Pro Max nhá. Nên là máy nó cũng mưa rồi. Bắn nó cũng hơi dễ thôi. Được chưa? Yeah. Và tất nhiên là độ nhạy này chỉ giúp anh em headshot 99%. Và các bạn cũng sẽ cần phải biết là cách vuốt lên nữa. Đó, vuốt lên từ từ thôi anh em ơi, anh em đừng có vuốt nhanh quá. Được chưa? Yeah. Wow, một cái trách nhạc rất là baby, rất là đáng yêu này. Yeah. Nào, theo chân sĩ nha các bạn ơi. Well. Sao mà cái khu này nó vắng quá vậy trời. Nhưng mà cũng không sao cả, chúng ta sẽ từ từ và đi kiếm địch nhá. Ấy đây rồi, ngồi xuống. Ê, hơi khó, cái này hơi khó. X-M8 này với ông ngắm 2X thì vô tâm khó quá. Nên là mọi người chờ Kẹo xíu nhá, Kẹo đến gần hơn nè. Ê, bạn có thích ăn lựu đạn không? Từ từ anh nghe. Úi, sao thằng đá cơ?
Nào, lại còn ngồi xuống kìa. Ôi, thôi, bỏ mẹ rồi. Thế nên tính chơi mình cơ. Ê, bình tĩnh. Bình tĩnh bạn ơi. Ơ, đứng. Bạn là mình mới rồi ấy. Đấy, đam đỏ rồi kìa. Nào, làm sao? Chạy nổi không? Kẹo nhảy hơi ngào tí anh em ạ. Này, chào nhé em, mình cầm dao mình vụt bạn bây giờ. Ê, đừng, bạn ơi, đứng lại. Bạn ấy chạy kìa. Yeah. 4 kill rồi này mọi người ơi. Hôm nay thì sẽ chơi game cố gắng nhá. Cố gắng kiếm tới một cái này. Hôm nay là một hôm chủ nhật cuối tuần đúng không? Wow, thế anh em có ra ngoài đi chơi không? Biết hôm nay chủ nhật này là sĩ kẹo cũng sẽ đăng video sớm xíu cho anh em xem. Nào, ui. Phải, kìa. Vút không có được. Cuống quá vút không có được à? Rồi bình tĩnh. Nào, chạy làm sao được. Mình hiện tại thì đã có AK rồng xanh rồi nhá. Và AK rồng xanh là một cái cây súng hiện tại bắn rất là sướng luôn anh em. Anh em công nhận không? Với lại thì MP40 bích vàng, mặc dù là kẹo rất là lười chơi cái cây súng MP40 bích vàng ấy, cũng có ra một cái video là tôi sẽ không bao giờ sử dụng cái súng này nữa, nhưng mà thôi. Cứ xài thì cũng được không sao cả. Cơ bản là nếu như mà các bạn để độ nhạy mặc định ấy thì bắn MP40 nó hơi khó, nhưng mà nếu như các bạn kéo full thì thôi rồi anh em ơi, vút rất là sướng luôn. Anh em tin không? Đấy, được chưa ạ? Ê, trên tường có bạn nào không? Ui, có người, nó cầm shotgun á. Wow, nó cầm shotgun anh em ơi. Nào, câu được lên. Ý, bạn ơi. Ơ, xuống kìa. Ê, đưa, làm gì có người ta ấy? Ơ, bạn ấy nhảy kiểu ngáo và anh em ơi. Ui, rất nhiều bông keo luôn được nè. Yeah, tuyệt vời chưa? Từ, anh em nhá. Từ kẹo ra ngoài chứ. Bình tĩnh nào. Thật sự là hơi bị bối rối. Ơ, xong cái pha vừa rồi sao? Bạn ơi, bạn nào ở trên bạn bắn mình vậy? Từ từ nhá, người ta đã kịp làm gì đâu. Xong rồi, bạn bắn mình ghê quá. Sợ quá anh em ạ. Ê, thế này ở trên đấy kìa. Ui ôi, đam đỏ thế này thì thôi, chạy làm sao đâu rồi. Từ từ đây, từ sĩ kẹo lên này. Cuốn quá, mình nói nhanh quá, có khi thì cắn vào lưỡi bây giờ. Wow. Và tất cả anh em đã like cho video chưa? Nếu như anh em chưa like cho video thì hãy nhấn nút like để ủng hộ cho kẹo nhá. Thank you các bạn. Thì kẹo sẽ chia sẻ thêm về nhiều cái độ nhạy hơn để cho những dòng máy khác nhau thì anh em có thể sử dụng, và những cái cách bắn chơi game hiệu quả. Ê. Yeah. Vỗ tay nào anh em. Thì dạo này mình hay nghe mấy cái nhạc TikTok remix Thái Lan á, nghe nó kiểu rất là vui tai, mọi người công nhận thế không ạ? Nghe nó rất là vui tai luôn và wow, còn có 8 hạ thế ạ. Rồi, anh em cứ bình tĩnh nhá, để kẹo ra ngoài này. Vắng quá. Không, thật ra thì kẹo phải di chuyển một cách nó bình tĩnh một chút. Di chuyển từ từ, không là có địch là vỡ mồm đấy. Tôi thật với anh em thế chứ. Di chuyển từ từ thôi, có địch là vỡ mồm là anh em đừng có hỏi tại sao à. Ê. Dựng bóng keo cái, cẩn thận. Kẹo rất là cẩn thận nhá, dựng bóng keo đàng hoàng luôn nhá. Vâng. Ui, bạn nào, bạn ấy chạy lên từng kìa. Yeah, sĩ kẹo sẽ qua ngay đây. Nào, bình tĩnh nhá. Cái gì á? Solo với thanh niên nào ở trên? Wow, cái này là cuộc tình tay 3 rồi anh em ơi. Vãi trưởng 13 chấm bông keo thang hồ xài nhá. Cái này là cuộc tình tay 3 rồi không ạ? Câu liệu ném cho chuẩn nè. Ui ôi, vãi, ở trên mấy ông dựng bông keo ghê quá hả? Sĩ kẹo sao? Sao các bạn lại làm như thế vậy? Rồi bình tĩnh. Ê, có người. Nào, ra đây cái bạn này. Mình cứ đứng ở dưới mình canh ơi, chờ hai thanh niên xuống ấy. Nhưng mà hình như là chưa có ai bị hạ gục à? Liệu rằng hai bạn ấy có team up với nhau không? Hai bạn ấy mà team up với nhau thì vỡ mồm. Ơ, thấy rồi. Ê, shotgun. Né anh em, cái này là phải né nhá. Có phải shotgun là vỡ mồm á. Ui ôi, mấy ông ở trên mấy ông solo với nhau làm tôi ở dưới tôi thái cả ra quần anh em, sợ quá. Vai đài luôn. Ê, nào, vỡ đâu. Ten. Vậy anh em đã nhớ độ nhạy chưa? Độ nhạy là full 100% ngoại trừ AWM. AWM mà anh em để độ nhạy 100% là anh em coi như là khỏi bắn luôn á. Khó lắm nha. AWM các bạn sẽ để độ nhạy nó thấp xuống xíu nhá, không kéo full được đâu. Nào, ê, có ai đây không? Tôi cô đơn quá mà. Nhưng mà nói thật là anh em, bây giờ trời Hà Nội lạnh lắm, xí kẹo không có người yêu, chả lắm anh em ơi. Không biết anh em nào có người yêu thì điểm danh nào, nhưng mà yên tâm đi, có mấy còn 4 đứa thôi. Wow, cơ hội chiến thắng của mình lúc này là 20%. Bạn ơi đừng nghiện nữa, nhà mình còn gì đâu.
có mỗi con quay tàu bạn cũng lại đem đi để bắn phi vại. Ê, nào, nó dựng bóng keo ấy, hơi khó sơ nhé. Wow, còn lại có 3 đứa đấy. Ê, chạy đi. Ngư, chấm đỏ đúng không? 1 chấm là sai đắm, 2 chấm là đắm sai, 3 chấm là ngất ngây, 4 chấm là... Ăn liệu ông bạn ơi, 4 chấm là... Ăn liệu ông bạn ơi, ui. Nào bình tĩnh đi, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy, bình tĩnh đi bạn ơi. Ôi trời ơi, để cho người ta quần máu đâu, ôi, sợ quá. Các bạn còn xìu máu á, thế nên là bắn căng đấy, căng thẳng đấy. Từ từ nhá. Ném liệu đi đâu vậy? Pokemon. Nào. Ê. Pokemon. Nó trốn đâu rồi? Nên kia trốn. Ê. Yeah. Ok các bạn nha. 9 kill nha, nhẹ nhàng nha. Từ từ nhá, để kẹo xuống dưới nào. Ten. Ui, nghe mấy cái nhạc này vui vãi. Anh em có cần xin đi nhạc không? Kẹo cho xin đi nhạc nha. Cái nhạc này mấy anh em xem mấy cái highlight thì thôi rồi nhá. Nhưng mà kẹo thì leo dây mình định thôi. Hôm nay là thứ 7. Bé Thịnh đi thích đi và ba. Giỡn thôi, hôm nay chủ nhật đó. Yeah. Còn có 2 đứa đấy nha. Ê, không win chặt cụ chim đi anh em, sống làm gì nữa. Nói đùa chứ, không win thì không sao cả. Kẹo vẫn chơi game bình thường, bởi vì là game Free Fire chơi rất là mê mà. Hả? Ui, mấy bạn ơi bình tĩnh nào. Mấy bạn làm gì ở dưới á? Từ từ nhá, đừng làm kẹo hỏa. Ui, 2 đứa chúng nó xô ở dưới cả. Từ từ, những người anh em của tôi đâu? Ê, này. Làm sao? Nào. Hả? Ui, vãi. Hơi căng thẳng rồi nhá. Ê. Nào. Ui, tôi thấy ở dưới đây. Vỡ đâu? Yeah. Ui, thằng quên. Tôi mai anh em ơi. Ôi, à được rồi. Yeah. Vui nha anh em ơi, vô tay nào. Wow. Ê, gầy sáng nhá. Aka sống xanh tuyệt vời luôn. Và hôm nay thì bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ xin nhá. Cảm ơn anh em.